Good morning. Good morning. Welcome to Easy and Speak English for Fun. Okay. Hôm nay chúng ta sẽ đóng vai một người hỏi đường và chỉ đường bằng tiếng Anh. Okay, welcome back to Easy and Speak English for Fun. Please go. Excuse me, could you tell me the way to the market, please? Yes. First, go out this school, walk for 2 minutes, and turn left. When you come to the crossroad, turn right. Walk for 2 minutes. The market is on the right. Thank you very much. My pleasure. Như này nói bé lắm, phải dùng mic rồi. Dùng mic, nói mic xong là chuyển cho bạn nhé.